chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Bà Nikki Haley đã có bài phát biểu vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương, khoảng 22 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại thành phố Charleston, bang Bắc Carolina, Mỹ. Đài CNN dẫn lời bà Haley rằng, đã đến lúc dừng chiến dịch tranh cử của tôi. Tôi đã nói rằng tôi muốn người Mỹ lắng nghe tiếng nói của họ. Tôi đã làm điều đó. Tôi không hối tiếc. Tuyên bố ngày 6 tháng 3 của bà Nikki Haley đã dọn đường cho cuộc tái đấu giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden. Theo hãng tin Reuters, trong ngày 5 tháng 3, siêu thứ ba quan trọng của cuộc bầu cử sơ bộ, ông Donald Trump đã đánh bại bà Haley tại 14 trên 15 bang mà Đảng Cộng Hòa tổ chức bầu cử. Cụ thể, bà Haley chỉ vượt qua ông Trump tại Washington DC với tỷ lệ phiếu bầu 62,9%. Bà Haley là đối thủ cuối cùng của ông Trump trong đảng, sau khi nhiều ứng viên khác đã lần lượt bỏ cuộc. Trận tái đấu giữa ông Trump 77 tuổi và ông Biden 81 tuổi là cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ lặp lại đầu tiên kể từ năm 1956 mà ít người Mỹ mong muốn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden và ông Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp trong lòng cử tri. Bà Nikki Haley, 52 tuổi, là cựu đại sứ Liên Hợp Quốc, cựu thống đốc bang Nam Carolina. Bà đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà tài trợ sau khi ghi điểm tại các cuộc tranh luận mà ông Trump đã chọn bỏ qua. Bà Haley cũng cho rằng có khả năng ông Trump sẽ là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, song bà không ủng hộ ông. Bây giờ, việc giành được phiếu bầu của những người trong và ngoài đảng vốn ủng hộ chúng tôi tùy thuộc vào khả năng của ông ấy, và tôi hy vọng ông ấy làm điều đó. Bà Haley nhấn mạnh, dựa trên kinh nghiệm đối ngoại của mình tại Liên Hợp Quốc, bà Haley khẳng định điều quan trọng là Mỹ duy trì vị thế dẫn dắt trên thế giới. Bà Haley nhấn mạnh, tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho bất kỳ ai sẽ là Tổng thống Mỹ. Đất nước chúng ta rất quý giá, không thể để những khác biệt chia rẽ. Trước đó, bà Haley cũng đã để lại những ấn tượng nhất định trong lòng cử tri Mỹ. Theo đó, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa ở bang Washington. Cuộc bỏ phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ giờ ET ngày 3 tháng 3. Bà Haley giành được toàn bộ 19 đại biểu của Washington sau khi nhận được tỷ lệ ủng hộ hơn 50%. Chiến thắng của bà Haley, chiến thắng đầu tiên của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ, diễn ra trước tuần được dự đoán là tuần quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Bên cạnh đó, trước đó, sau khi liên tiếp thua ở cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Iowa và New Hampshire, bà Nikki Haley đã đi nước cờ táo bạo hơn, công kích cả đương kim Tổng thống Joe Biden lẫn đối thủ trong cùng đảng là cựu Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, ekip tranh cử của bà Nikki Haley công kích cả đương kim Tổng thống Joe Biden lẫn cựu Tổng thống Donald Trump bằng cách gọi họ là những ông già gắt gỏng. Để đánh vào điểm yếu của hai đối thủ, ekip tranh cử của bà Haley cho biết họ đang tung ra các quảng cáo kỹ thuật số và gửi thư điện tử đến cử tri, mục đích làm dấy lên ngờ vực về sự nhạy bén của cả ông Trump và ông Biden, đồng thời chỉ trích họ chi tiêu hoang phí. Bà Nikki Haley, 52 tuổi, từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc giai đoạn 2017-2021 dưới thời cựu Tổng thống Trump. Bà cho rằng tuổi tác và sức khỏe tinh thần là vấn đề của cả ông Trump lẫn ông Biden. Đến thời điểm hiện tại, cả ông Joe Biden và ông Donald Trump đều giành chiến thắng ở các bang có nhiều đại biểu như California, Texas, Virginia và Bắc Carolina trong ngày siêu thứ ba mùng 5 tháng 3. Tuy nhiên, ông Trump cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 1.215 trên 2.429 đại biểu mới thắng đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, ông Joe Biden phải giành được 1.968 trên 3.934 đại biểu mới thắng đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Theo đài CNN, tính đến 13 giờ ngày 6 tháng 3 giờ Việt Nam, ông Trump được 936 phiếu đại biểu, ông Biden được 1.312 phiếu đại biểu và bà Haley được vỏn vẹn 85 phiếu đại biểu. Các cuộc thăm dò của công ty Edison Research ở bang California, Bắc Carolina và Virginia trong ngày siêu thứ ba cho thấy vấn đề nhập cư và kinh tế đang là mối lo ngại hàng đầu đối với cử tri cả hai đảng. Đa số cử tri Đảng Cộng Hòa ở các bang đó cho biết họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng cam kết sẽ triển khai hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu tái đắc cử. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân Chủ, bất chấp sự phản đối từ cử tri theo đạo hồi liên quan vấn đề Israel. Công ty Edison Research dự báo Tổng thống Biden dễ dàng giành chiến thắng ở Iowa, Bắc Carolina, Virginia và Vermont. Kết quả không chính thức từ Đảng Dân Chủ ở bang Iowa cho thấy ông Biden đã giành chiến thắng áp đảo với 11.083 phiếu ủng hộ. Trong khi đó, Edison Research dự báo cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng ở bang Virginia và Bắc Carolina khi ông tìm cách buộc đối thủ Nikki Haley rời khỏi cuộc đua, chuẩn bị cho màn tái đấu với Tổng thống Joe Biden.
Đài CNN cho biết, ông Biden dự kiến giành chiến thắng ở các bang Vermont, Virginia, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Massachusetts, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Utah và California. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nhận thất bại đầu tiên ở vùng lãnh thổ Samoa trước ứng viên Jason Palmer, còn ông Trump sẽ giành chiến thắng ở các bang Virginia, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Massachusetts và California. Siêu thứ ba không phải là sự kiện đánh dấu kết thúc tiến trình bầu cử sơ bộ, sẽ không có ứng viên nào có thể giành được đa số đại biểu cho đến cuối tháng 3. Dự kiến cả hai ông Biden và Trump đều có thể đạt được cột mốc này vào ngày 12 hoặc 19 tháng 3. Không chỉ dừng lại ở việc phải giành thêm số phiếu ủng hộ, mà ông Biden và ông Trump cũng đang đối mặt với những khó khăn riêng của mình. Theo đó, đối với ông Trump, những rối ren trong nội bộ Đảng Cộng Hòa hay những rắc rối pháp lý là những khó khăn mà ông Trump đang phải đối mặt. Trước ngày diễn ra cuộc bầu cử siêu thứ ba, thì ông Trump đã phải đối mặt với những rối ren ngay chính trong Đảng Cộng Hòa. Theo đó, việc lãnh đạo phe thiểu số Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell thông báo từ chức đang châm ngòi các xáo trộn trong nội bộ đảng ngay trước thềm bầu cử. Các thượng nghị sĩ John Thun ở bang Nam Dakota, John Cornyn ở bang Texas và John Barrasso ở bang Wyoming đang được xem là những ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Mitch McConnell, người vừa thông báo từ chức ngày 28 tháng 2 giờ địa phương. Năm nay 82 tuổi, ông McConnell đã giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng viện suốt 17 năm, lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông dự định từ chức sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 tới. Bên cạnh đó, thẩm phán ở bang Illinois đã cấm cựu Tổng thống Trump tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang này vì vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ năm 2021, theo Bloomberg ngày 29 tháng 2. Đây là bang thứ ba áp đặt lệnh cấm như vậy sau quyết định vào tháng 12 năm 2023 của bang Colorado và tiếp đến là bang Maine. Chưa hết, Tòa phúc thẩm bang New York ngày 28 tháng 2 ra phán quyết không cho phép cựu Tổng thống Trump hoãn nộp số tiền phạt hơn 454 triệu USD liên quan đến tội danh thổi phồng giá trị tài sản để nhận các quyền lợi về thuế và bảo hiểm. Ông Trump được an ủi chút ít khi cùng ngày, Tòa án tối cao Mỹ đã nhận thụ lý kháng cáo của ông về việc miễn truy tố đối với cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Còn đối với ông Biden, theo truyền thông nước Mỹ, thì cử tri này có xu thế quan tâm tới một nhóm vấn đề trong cuộc bầu cử năm 2024. Một trong những vấn đề đó chính là vấn đề nhập cư. Khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021, ông tuyên bố sẽ quay trở lại với các quy tắc nhập cư nhân đạo hơn và ngay lập tức ký các lệnh hành pháp hủy bỏ một số chính sách thời ông Trump. Vào năm 2022, chính quyền ông Biden cũng chấm dứt một quy định được gọi là ở lại Mexico, vốn bắt buộc những người xin tị nạn phải chờ bên kia biên giới trong khi yêu cầu của họ được xem xét. Trước đó, Tổng thống Joe Biden mời cựu Tổng thống Donald Trump hợp tác vận động Quốc hội về dự luật nhập cư khi cả hai người đến biên giới Mỹ-Mexico. Đài NBC News đưa tin ông Biden và ông Trump cùng đến biên giới Mỹ-Mexico đoạn qua bang Texas hôm 29 tháng 2. Cuộc họp của ông Biden với các quan chức biên giới bắt đầu chỉ vài phút sau khi ông Trump phát biểu tại Eagle Pass. Nhà lãnh đạo Mỹ nói lời cảm ơn các lực lượng phụ trách biên giới và cam kết cung cấp thêm nguồn lực cho họ. Tổng thống Mỹ cũng trực tiếp kêu gọi ông Trump cùng yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật nhập cư. Dự luật này bị cản trở sau khi ông Trump tập hợp các đồng minh của mình trong Quốc hội để chống lại nó. Ca ngợi dự luật biên giới của lưỡng đảng là một chiến thắng cho người dân Mỹ, ông Biden đồng thời gọi đây là sáng kiến thực sự của lưỡng đảng. Ông kêu gọi Thượng viện xem xét lại dự luật, yêu cầu các thượng nghị sĩ gác chính trị sang một bên và đề nghị Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật ra thảo luận. Thư ký báo chí của ông Trump Caroline Leavitt đã đáp lại lời kêu gọi của ông Biden. Thay vì đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ bản thân mình, Tổng thống Joe Biden nên chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng biên giới. Trong khi đó, ông Trump nói với các phóng viên ở Texas nhân chuyến thăm biên giới, thời tiết đẹp, ngày đẹp trời, nhưng biên giới rất nguy hiểm, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Chuyến thăm lần này của ông Biden là tới Brownsville, một thị trấn biên giới ở thung lũng Rio Grande, nơi từ lâu đã chịu ảnh hưởng rất lớn của làn sóng di cư. Một số người cho rằng ông Biden đến thăm Brownsville vào thời điểm mà hậu quả do dòng người di cư gây ra đã chuyển sang nơi khác. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ CBP, hiện có thêm nhiều người nhập cư đang băng qua các khu vực khác của biên giới, chẳng hạn như Arizona và Eagle Pass. Đảng Cộng Hòa từng nhấn mạnh rằng các chính sách biên giới dưới thời ông Trump đã ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và bảo đảm an ninh biên giới Mỹ, tỷ lệ vượt biên trái phép thấp hơn trong hầu hết nhiệm kỳ của ông Trump.
nhưng bắt đầu tăng vào cuối năm 2019 trước đại dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.